quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành công văn về việc khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng dự thảo đề án sơ bộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí cho các đơn vị trong nghị quyết điều chỉnh dự toán năm 2024, đồng thời chủ trì hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ rà soát, lập danh sách và xây dựng phương án bố trí trụ sở nơi làm việc và phương án xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư khi thực hiện sáp nhập,